Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã xem bản tin toàn cảnh trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 7, 2023, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin toàn cảnh, tóm lược những bản tin quan trọng trong tuần và cập nhật những bản tin mới nhất. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị nhớ bấm like, bấm khi theo dõi chương trình và bấm nút subscribe để đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo để có thể tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Ontario ghi nhận có 15.000 vụ sát đánh trong 48 giờ. Bộ Tài nguyên và Lâm nghiệp hôm thứ bảy cho biết Ontario đã ghi nhận hơn 15.000 vụ sát đánh trong 48 giờ, làm tăng nguy cơ cháy rừng ở tỉnh bang. Hàng ngàn vụ xét đánh đã được quan sát trên toàn tỉnh trong 48 giờ qua. Cơ quan này cho biết xét đánh thường kèm theo mưa có thể làm trái âm ỉ dưới lòng đất cho đến khi điều kiện bề mặt đủ khô để bùng phát và trở thành đám cháy ngoài trời. Bộ xác nhận tổng cộng có 16.400 vụ xét đánh đã được ghi nhận bởi hệ thống của họ trong hai ngày qua, nhưng con số đó bao gồm các vụ xét đánh cách xa tới 100 km bên ngoài biên giới Ontario. chính phủ Canada bỏ yêu cầu giáo dục đối với người nhập cư Hồng Kông. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, thì Ottawa sẽ bỏ qua tất cả các yêu cầu về trình độ học vấn đối với những người Hồng Kông có ít nhất là một năm kinh nghiệm làm việc ở Canada. Động thái này mở ra một cách hiệu quả các con đường cho người Hồng Kông ở mọi lứa tuổi thay vì là chỉ tập trung vào sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp như hiện nay. Vào năm 2021, chính phủ liên bang đã tạo ra hai con đường nhập cư cho cư dân Hồng Kông đã từng làm việc hoặc là học tập tại Canada. Lộ trình này bao gồm hai diện thường trú với diện A dành cho những người đã tốt nghiệp từ một tổ chức học tập của Canada và diện B là dành cho những người đã có kinh nghiệm làm việc ở Canada đáp ứng các yêu cầu về giáo dục nhất định những thay đổi mới nhất sẽ mở rộng diện B cho bất kỳ ai là dân Hồng Kông đã có một năm kinh nghiệm làm việc ở Canada bất kể trình độ học vấn. Canada đã chào đón 3.122 thường trú dân theo hai con đường tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Canada triển khai chương trình thường trú mới cho người Ukraine. Chính phủ liên bang đã đưa ra một chương trình nhập cư mới dành cho người Ukraine, cho phép những người ở Canada cùng với gia đình của họ có thể trở thành thường trú dân Canada. Tính đủ điều kiện sẽ được mở rộng cho người Ukraine sống ở Canada với tình trạng tạm thời và có một hoặc là nhiều thành viên gia đình ở Canada. Chính phủ cho biết, thông tin chi tiết sẽ được công bố gần thời điểm chương trình ra mắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2023. Chương trình sẽ không tính phí kèm theo và sẽ có hiệu lực trong một năm. Khoảng 166.000 người Ukraine đã đến Canada thông qua chương trình thị thực đặc biệt, đó là khoảng 21% trong số 800.000 thị thực khẩn cấp được cấp từ khoảng 1,1 triệu đơn đăng ký. Cảnh sát Canada và nhiều cơ quan chính phủ đang cân nhắc sử dụng Fred. Hàng chục triệu người bắt đầu sử dụng Fred là đối thủ của Meta cạnh tranh trực tiếp với Twitter cảnh sát và cơ quan ứng phó khẩn cấp trên khắp Canada đang cân nhắc sử dụng ứng dụng dựa trên văn bản mới này. Trong nhiều năm, Twitter đã trở thành nguồn cung cấp cho giới truyền thông và công chúng để theo dõi thông tin mới nhất từ các cơ quan chính phủ, đặc biệt là tình huống ảnh hưởng tới sự an toàn. Một cơ quan của Canada đã có mặt trên Thread, nhưng nhiều cơ quan khác vẫn đang cân nhắc xem có nên tạo một tài khoản hay không. Thời gian tới, các dịch vụ cảnh sát ở Calgary và Edmonton sẽ mở tài khoản trên nền tảng này. RCMP cũng cho biết họ sẵn sàng sử dụng Thread, nhưng mà hiện tại họ vẫn gắn bó với các nền tảng hiện có, bao gồm Twitter, Facebook, LinkedIn và Instagram. Các cơ quan cứu hỏa và cảnh sát ở Toronto, Ottawa và Montreal cho biết họ đang đánh giá Thread nhưng chưa có tài khoản. chờ gặp bác sĩ tại ER Ottawa nào là lâu nhất. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Health Quality Ontario, ba bệnh viện ở Ottawa được xếp hạng trong top 10 về thời gian chờ đợi trung bình lâu nhất để gặp bác sĩ trong phòng ER. Thời gian chờ đợi để gặp được bác sĩ ở phòng cấp cứu tại CHEO, đó là bệnh viện nhi đồng ở miền đông Ontario, được đánh giá lần đầu là 3,9 giờ vào tháng 5, thời gian chờ đợi lâu thứ tư ở Ontario. Trong khi đó, Bệnh viện Ottawa đã báo cáo thời gian chờ trung bình là 3,7 giờ để gặp bác sĩ tại khoa cấp cứu, trong khi thời gian chờ đợi trung bình là 3,4 giờ để được gặp bác sĩ ở Bệnh viện Queensway Carlton, theo một đợt đánh giá lần đầu. Bệnh viện Windsor Regional Hospital là địa điểm có thời gian chờ đợi trung bình lâu nhất ở Ontario, với thời gian chờ để gặp được bác sĩ tại khoa cấp cứu là 4,6 giờ. Tiếp theo là Bệnh viện Hospital và District General Hospital với 4,4 giờ chờ đợi. Bệnh viện Renfield Victoria Hospital là nơi mà bệnh nhân không phải chờ quá lâu để được gặp bác sĩ tại phòng ER với thời gian chờ đợi trung bình là 1,2 giờ. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn, công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Người dân Manitoba vật vả khi chi phí thuê nhà ngày càng gia tăng. Nhìn chung thì người Canada không khỏi nhận thấy giá thuê nhà đang tăng và đó là xu hướng đang diễn ra một cách rõ rệt ở Manitoba. Trên khắp Canada, chi phí thuê nhà trung bình đã ở mức cao nhất vào tháng trước so với 3 năm trước, cụ thể ở mức 2.042 đô la. Dữ liệu đến từ báo cáo thị trường cho thuê rental.ca đã tổng hợp giá của các đơn vị cho thuê hiện đang bỏ trống. Trong khi ở các thành phố lớn hơn như là Toronto, Vancouver, Burnaby tỉnh BC có giá cho thuê trung bình cao nhất trong cả nước thì thành phố Winnipeg cũng đang chứng kiến mức tăng tương tự. Vào tháng trước, thành phố đã chứng kiến giá thuê trung bình tăng 12,2% so với năm trước. Một căn hộ studio có giá thuê trên 1.000 đô la trong khi một căn hộ 3 phòng ngủ có thể có giá lên tới 2.185 đô la. Những lo ngại về giá thuê nhà cao hơn sẽ làm tác động mạnh mẽ nhất đến các gia đình và người thuê có thu nhập thấp. Giá thuê một căn hộ tại Ottawa đã vượt 2.000 đô la trong tháng 6. Giá thuê trung bình của một căn hộ một phòng ngủ ở thủ đô đã vượt quá 2.000 đô la một tháng vào tháng 6, cho thấy giá thuê tiếp tục tăng tại Ottawa và trên khắp Canada, một báo cáo mới từ Rental.ca cho thấy giá trung bình để thuê một căn hộ tại Ottawa là 2.146 vào tháng trước, tăng 15,3% so với tháng 6 năm 2022. Trong khi đó, thì một căn hộ dành cho người độc thân có giá là 1.612 đô la để thuê vào tháng 6, trong khi một căn hộ 2 phòng ngủ có giá là 2.443 đô la một tháng và căn hộ 3 phòng ngủ có giá 2.665 đô la. Vancouver có giá thuê trung bình cao nhất Canada với giá là 3.300 đô la một tháng. Tiếp theo là Burnaby, tỉnh BC với giá là 2.973 đô la và Toronto là 2.813 đô la mỗi tháng. Theo Rentals.ca, giá thuê trung bình Canada đã tăng 20% trong hai năm qua, trung bình là 341 đô la. Ottawa là thành phố có giá thuê căn hộ đắt thứ ba trong số các thị trường lớn nhất của Canada. Chi phí trung bình để thuê một căn hộ là 2.000 đô la ở Calgary, 1.931 đô la một tháng ở Montreal và 1.368 đô la một tháng ở Edmonton. Chi phí trung bình để thuê một căn hộ ở Casino là 1.816 đô la một tháng, tăng 7,4% so với tháng 6 năm 2022. Căn hộ một phòng ngủ có giá thuê 1.712 đô la một tháng ở Casino, trong khi căn hộ hai phòng ngủ có giá là 1.871 đô la. Rentals.ca cho biết chi phí trung bình khi thuê cùng roommate ở Ottawa đã tăng hơn 90 đô la lên 947 đô la vào tháng 6 so với một năm trước đây. Khi thời tiết nóng lên ở Canada, giá nhà ở cottage đang hạ nhiệt với việc Ngân hàng Canada đã tăng lãi suất cơ bản một lần nữa trong tuần vừa qua và các đợt tăng lãi suất trong tương lai chắc chắn sẽ xảy ra. Thì bạn có cân nhắc nhảy vào thị trường của nhà mùa hè này không? Giá nhà cottage đang giảm ở đâu? Một cuộc khảo sát gần đây của Remax đã xem xét các ngôi nhà cottage trên khắp đất nước Canada. Theo báo cáo cho thấy, có tới 69% người Canada ngần ngại đầu tư vào một ngôi nhà cottage do kinh tế bấp bênh, trong khi trên thực tế thì giá nhà cottage đã giảm và dự kiến sẽ tiếp tục giảm ở nhiều vùng của Canada. Royal LePage dự kiến tổng giá của một ngôi nhà dành cho một gia đình ở các khu vực giải trí Canada sẽ giảm khiêm tốn là 4,5% trong năm nay, xuống còn 592.000. Giá cả được dự báo sẽ giảm ở mỗi tỉnh bang ngoại trừ Alberta Quebec được dự báo sẽ chứng kiến mức giảm lớn nhất là 8% so với năm 2022, với tổng giá của một bất động sản tại khu vực nghỉ dưỡng dành cho một gia đình ước tính là 343.528 đô la. Tại Ontario thì tổng chi phí cho một bất động sản tại khu vực nghỉ dưỡng dành cho một gia đình dự báo sẽ đạt 603.000 đô la, giảm 5% so với năm ngoái. Atlantic Canada và các tỉnh ở vùng Perry sẽ thấy mức giá này giảm 3% tại British Columbia, thì tổng chi phí cho một bất động sản tại khu vực nghỉ dưỡng vẫn còn hơn 1 triệu đô la, với mức giảm 2%. Alberta không còn đứng đầu về tổng giá trị bất động sản trang trại. Theo số liệu từ cơ quan thống kê Canada, tỉnh bang Alberta không còn là tổng bất động sản trang trại có giá trị nhất ở Canada. Giá trị của tổng bất động sản nông nghiệp của Canada bao gồm đất nông nghiệp và các tòa nhà đã tăng lên 652 tỷ đô la vào năm 2022, theo bản cân đối nông nghiệp từ Stark Can được công bố vào tháng trước. Số liệu cho thấy, vào năm 2020 thì tổng bất động sản trang trại của Alberta được định giá là 146 tỷ đô la, cao hơn bất kỳ tỉnh bang nào khác. Ontario đứng ở vị trí thứ hai với định giá là 141 tỷ đô la. Đến năm 2022, tổng giá trị bất động sản trang trại của Alberta đã tăng lên 167 tỷ đô la so với 201 tỷ đô la của Ontario. Dữ liệu từ Farm Credit Canada cho thấy, đất nông nghiệp của Alberta đắt nhất ở phía nam Calgary với giá lên tới trên 20.000 đô la một mẫu anh vào năm 2022. Tại Ontario, đất nông nghiệp mắc nhất ở phía tây nam của tỉnh bang, nơi có giá trị dao động lên tới khoảng 39.000 đô la một mẫu Anh trong cùng năm. Trong khi Ontario đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ hơn, thì giá đất leo thang tại Alberta đang đặt ra những thách thức cho những nông dân trẻ ở Alberta đang xây dựng doanh nghiệp của họ. Mực nước sông thấp ở Calgary gây lo ngại Bất chấp lượng mưa gần đây ở Calgary và thời tiết vẫn khô hơn bình thường, dẫn tới lo ngại về lưu lượng nước thấp trong khu vực. Dòng chảy ở cả hai khu vực sông Bow và Elbow tiếp tục ở mức thấp hơn bình thường vào thời điểm này trong năm do lượng tuyết phủ thấp và tuyết tan sớm ở lưu vực sông Bow và Elbow, cũng như là tình trạng khô hạn đang diễn ra chính phủ Alberta đã công bố dữ liệu và cung cấp cái nhìn về tình trạng sông ngồi trên toàn tỉnh. Theo đó, chính phủ cũng đã cảnh báo về tình trạng thiếu nước cho một số khu vực, bao gồm lưu vực sông Bờ. Trong khi đó, thì thành phố Calgary đã khuyên người dân nên lưu ý việc sử dụng nước ở ngoài trời và áp dụng các chiến lược tiết kiệm nước, chẳng hạn như sử dụng thùng chứa nước mưa, bình tưới và hệ thống tưới nhỏ giọt trong vườn. đoàn xe biểu tình ở Montreal để phản đối luật tiếng Pháp. Nhiều phương tiện đã chạy trên khắp đường phố Montreal trong ngày thứ Bảy để tố cáo dự luật nói tiếng Pháp của Quebec được gọi là dự luật 96, Bill 96. Dự luật này hiện nay đang bị thách thức tại tòa bởi 23 cộng đồng nói tiếng Anh trong tỉnh bang. Nhiều cuộc biểu tình để phản đối bộ luật này đã được tổ chức kể từ khi luật này được thông qua vào năm 2022. Các nhóm khác cũng đã đệ trình những thách thức pháp lý đối với dự luật này. Dự luật 96 là dự luật tôn trọng tiếng Pháp ngôn ngữ chính thức và thông dụng ở Quebec được giới thiệu tại Quốc hội vào năm 2021 và nhận được sự đồng ý vào năm 2022. Dự luật này khẳng định tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức ở Quebec và sửa đổi hiến chương về ngôn ngữ tiếng Pháp. Hầu hết người Canada phản đối chính phủ tài trợ cho các phòng tin tức và hợp nhất phương tiện truyền thông. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu hết người Canada phản đối việc chính phủ tài trợ cho các phòng tin tức vì lo ngại về tính độc quyền của báo chí Kết quả của Viện Angus Reid cho thấy số người Canada cũng phản đối việc hợp nhất các phương tiện truyền thông ở Canada nhằm khuyến khích cạnh tranh lớn hơn. Nhìn chung thì 59% người Canada được khảo sát không tin rằng chính phủ nên tài trợ cho các tòa soạn, 19% cho rằng nên làm và 22% không chắc chắn. Một cuộc khảo sát được đưa ra sau khi Google và Meta công nghệ mẹ của Facebook và Instagram đe dọa sẽ chặn các liên kết tin tức từ nền tảng của họ theo đạo luật tin tức trực tuyến của chính phủ Liên bang. Điều này sẽ buộc các công ty đó phải thương lượng các thỏa thuận bồi thường cho các phương tiện truyền thông. Báo cáo mới cũng cho thấy, trong 7 năm qua, ngày càng ít người Canada nhận được tin tức từ các nguồn truyền thông như là TV, radio, báo chí và tạp chí trong cùng thời gian internet tiếp tục là cách phổ biến nhất mà người Canada nhận được tin tức, bao gồm cả các phiên bản trực tuyến của phương tiện truyền thông. Khi được hỏi về việc hợp nhất trong ngành báo chí, 57% cho rằng điều này không nên được khuyến khích, trong khi 20% cho rằng điều đó là cần thiết cho sự tồn tại của báo chí và 23% không chắc chắn. Điều này xảy ra sau khi PostMedia và Northstar, công ty sở hữu Toronto Star và ứng phẩm khác, gần đây đã kết thúc cuộc đàm phán về khả năng xác nhập. Lễ hội âm nhạc châu Á toàn cầu sắp đến Toronto Lễ hội âm nhạc châu Á lớn nhất thế giới, One mx sẽ đến Toronto lần đầu tiên vào mùa hè này. 1MX là sân chơi dành cho các nghệ sĩ châu Á mới nổi chia sẻ tài năng của họ với thế giới. Sự kiện trước đó đã được tổ chức ở London và Dubai. Cùng với việc quảng bá những nghệ sĩ mới nổi hàng đầu từ nền âm nhạc châu Á quốc tế, lễ hội cũng cố gắng làm nổi bật những món ăn ngon nhất của nền âm nhạc châu Á địa phương, biến sự kiện trở thành một lễ kỷ niệm văn hóa châu Á đóng chìm mọi giác quan. Chuyến lưu diễn năm nay đã bắt đầu cách đây vài đêm ở London và sẽ kết thúc ở Sydney, Australia một tháng sau và rồi đặt chân ở Toronto vào ngày 10 tháng 9 tại sân khấu Budweiser. Vé hiện nay được bán dưới 100 đô la và hiện có sẵn ở Ticketmaster. 6 khu cắm trại ở Alberta có khung cảnh hồ tuyệt đẹp là nơi bạn có thể đắm mình trong làng nước trong vắt. Nếu bạn đang muốn du lịch ở Alberta vào mùa hè này thì cắm trại tại đây là một lựa chọn hợp với túi tiền một cách tuyệt vời. Âu có rất nhiều khu cắm trại mang cho bạn quang cảnh núi non hoặc là bãi biển đầy cát và ngắm mình trong những hồ nước màu xanh ngọc bích. Dù bạn đang lên kế hoạch cho một ngày nghỉ cuối tuần hoành tráng ở vùng núi hay là bạn đang tìm kiếm tới thời gian nghỉ ngơi ở bãi biển, dưới đây là một số khu vực cắm trại tốt nhất ở Alberta mà bạn có thể ở lại. Thứ nhất là Chucha Campground. Giá để cắm trại tại đây bắt đầu từ 29,25 đô la mỗi đêm. Địa điểm là Lake Maniwanka Scenic Drive ở vườn quốc gia Banff, Alberta. Bạn có thể cắm trại dọc theo bờ hồ Chu Chat màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp chỉ cách thủy chứng Banff một đoạn ngắn. Hồ Chu Chat là nơi lý tưởng để thư giãn một ngày hè nóng nực hoặc là chèo thuyền kha giác. Bạn cũng có thể dành một buổi tối để ngắm bầu trời đêm trên đỉnh núi Rundle hay là lái xe một đoạn ngắn để đến những địa điểm khác như là hồ Johnson hoặc hồ Maniwanka. Và địa điểm thứ hai là Hidden Cove Campground với giá khởi điểm là 12,75 đô la mỗi người cho một đêm. Và địa điểm là Hồ Merloi ở công viên quốc gia Jasper, Alberta. Khu cấm trại hẻo lánh này nằm khuất dọc theo hồ Merloy xinh đẹp và nếu bạn muốn đến thăm, bạn sẽ phải treo thuyền hoặc là treo thuyền kayak đến khu vực cấm trại từ bến thuyền chính vì công viên quốc gia Jasper là khu bảo tồn bầu trời tối lớn thứ hai trên thế giới. Đây là một trong những nơi kỳ diệu nhất ở Alberta để ngắm bầu trời đêm. Từ bến thuyền chính của hồ, bạn cũng có thể treo thuyền kayak hoặc bắt thuyền để ngắm nhìn đảo Spirit Island tuyệt đẹp. Hidden Cove có thể đặt chỗ trực tuyến với thời gian lưu trú tối đa là hai đêm. Vị trí thứ ba đó là Pigeon Lake Campground. Với giá khu vực cắm trại không có dịch vụ là 34 đô la một đêm, bạn cũng có thể nhận được một điểm cắm trại có điện với giá là 42 đô la một đêm. Địa chỉ là Pigeon Lake Provincial Park tại County of Wetaskiwin, number 10, Alberta. Hồ Pigeon Cup Edmonton chưa tới một tiếng rưỡi về phía nam nên sẽ không mất nhiều thời gian để đến địa điểm cắm trại hoành tráng ở bên hồ. Khu cắm trại Pigeon Lake có tất cả các tiện nghi bạn cần, bao gồm ổ cắm điện, vòi hoa sen và nhà vệ sinh. Công viên tỉnh có rất nhiều lối mòn đi bộ đường dài nơi mà bạn có thể phát hiện động vật hoang dã địa phương và cũng có thể dành thời gian thư giãn trên bờ biển đầy cát của bãi biển Mamio. Địa điểm thứ tư, Jarvis Bay Provincial Park Campground. Đây là các khu vực cắm trại có điện với giá 41 đô la một đêm và đối với những địa điểm có điện và nước là 49 đô la một đêm. Khu cắm trại nổi tiếng ở Opera này khá hoàn chỉnh với nhiều tiện nghi như vòi hoa sen, hố lửa trại, nhà vệ sinh và nguồn điện. Ngoài ra còn có cửa hàng cung cấp đồ cắm trại và cửa hàng kem nên bạn không cần phải lo lắng nếu sắp hết đồ ăn hoặc là thích uống. Travis Bay chỉ cách thị trấn ven biển Sylvan Lake một khoảng lái xe ngắn. Vì vậy, đây là điểm dừng chân lý tưởng nếu mà bạn muốn thư giãn bên làng nước hoặc là đi thuyền. Địa điểm thứ năm đó là Poi Park Country Campground. Giá tại đây là 12 đô la cho một người một đêm. Nằm trong công viên tỉnh Peterlaw Heath, khu cắm trại Poi Park Country có tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ Upper Kananakis và những ngọn núi xung quanh và đây là khung cảnh tuyệt vời để thức dậy. Khu cắm trại chỉ cách Kenmore hơn một giờ lái xe hoặc là Calgary chưa đến 2 giờ. Hoạt động đốt lửa thực sự không được phép tại địa điểm này, vì vậy bạn cần mang nhiều thức ăn và thiết bị nấu nướng trước khi đến đây cắm trại. Song đây là một nơi hoàn hảo để câu cá và chèo thuyền, kayak Ngoài ra còn có rất nhiều lối mòn đi bộ đường dài đáng kinh ngạc trong công viên tỉnh Peter Law Heath để bạn khám phá. Chẳng hạn như đường mòn trên hồ Kananaskis và hồ Chester và hồ Tamigan Và địa điểm thứ sáu đó là Devonshire Short Stay Campground, khu cắm trại có giá 28 đô la một đêm. Và địa điểm là công viên tỉnh Lesser Slave Lake, Alberta. Điểm cắm trại ven hồ này nằm ở bờ hồ Lesser Slave Lake ở Park Aurora, một trong những hồ lớn nhất ở Aurora, Hồ cấp Edmonton 3 giờ lái xe về phía Bắc. Khu cấm trại được dành riêng cho xe RV với nhà vệ sinh và thiết bị nấu ăn riêng. Vì vậy, nếu bạn chỉ xuất hiện với một chiếc lều, bạn có thể thất vọng vì không có bất kỳ tiện nghi nào ở trong khuôn viên. Nhưng khi đã đến hồ Lesser Slave, có rất nhiều hoạt động giải trí như là bơi lội, treo thuyền và câu cá mà bạn có thể tham gia. Ngoài ra, có rất nhiều đường mòn để bạn đi bộ đường dài và đạp xe đạp trong công viên tỉnh. Bãi biển Devonshire cũng là một bãi biển đầy cát tuyệt đẹp để bạn dành cả ngày để thư giãn bên làng nước. sáng nay. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị tiếp tục bấm like, bấm subscribe để đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất. Tiếp theo sau là phần cập nhật bản tin thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin toàn cảnh, tóm lược và cập nhật các bản tin quan trọng trong tuần. Và sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Việt Nam khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Hàng ngàn chuyến bay tại châu Âu không thể cất cánh do đình công. Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đến thăm Ukraine. Thiên thạch rơi trúng người phụ nữ Pháp. Cùng với nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết, mời quý vị chú ý theo dõi. quan tới Việt Nam. Việt Nam khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam. Nhân dịp 7 năm, Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 15 tháng 7. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng chủ trương nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông giữa các bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên hiệp Quốc tế về Luật Biển năm 1982 tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý đóng góp cho hòa bình và hợp tác ở biển đông. Hàng ngàn chuyến bay tại châu Âu không thể cất cánh do đình công. Mặc dù đang giữa mùa cao điểm du lịch mùa hè, khoảng 1.000 chuyến bay tại Italy, cả nội địa và quốc tế đã bị hủy bỏ do cuộc đình công của nhân viên mặt đất. Theo hãng tin AFP ngày 15 tháng 7, hàng ngàn chuyến bay đã không thể cất cánh do các cuộc đình công của nhân viên mặt đất và phi công ở châu Âu giữa giờ cao điểm du lịch mùa hè, đẩy hàng trăm ngàn người vào tình trạng mắc kẹt. Tại Italy, khoảng 1.000 chuyến bay cả nội địa và quốc tế bị hủy bỏ do cuộc đình công của nhân viên mặt đất theo nhà chức trách của nước này, sân bay ở thủ đô Rome đã chứng kiến khoảng 200 chuyến bay bị hủy và con số này ở các sân bay thuộc thành phố Milan là 150 chuyến bay. Cuộc đình công đã khiến cho khoảng 250.000 du khách bị mắc kẹt. Cuộc đình công cũng xảy ra ở Bỉ. Chỉ riêng ở sân bay Charleroi đã có 120 chuyến bay đi và đến trong ngày 15 và ngày 16 tháng 7 bị hủy do các phi công của hãng hàng không giá rẻ có tên là Ryanair đình công yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc. Vào hồi tháng 4 vừa qua, thì các nhân viên tại 3 ba sân bay ở Đức đã đình công, khiến cho khoảng 700 chuyến bay bị hủy. Theo Hiệp hội Sân bay Đức, ít nhất là 100.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công đó. EC ÖC và ECB bất đồng về hơn 200 tỷ Mỹ Kim bị phong tỏa của Nga Ủy ban châu Âu đã bất đồng với ECB về kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ hơn 200 tỷ euro, tương đương với 217 tỷ Mỹ Kim tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng để hỗ trợ cho việc tái thiết Ukraine. Hãng Bloomberg dẫn các nguồn thảo tin ngày 14 tháng 7 tiết lộ bất đồng đã nảy ra giữa Ủy ban châu Âu, tức là EC, và Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, về biện pháp sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga. Các nguồn tin cho hay, thống đốc của ECB, đó là Christine Lagarde, đưa ra cảnh báo hành động chống lại các tài sản bị trừng phạt có thể đe dọa tới tình hình ổn định tài chính của khu vực đồng tiền chung châu Âu và tính thanh khoản của đồng tiền này. Một số quốc gia thành viên EU đã lên tiếng ủng hộ cảnh báo của bà Lagarde. Thâm hụt ngân sách tại Hoa Kỳ tăng gấp 3 lần Số liệu từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho hay, thâm hụt ngân sách của nước này trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 cho tới tháng 6 năm 2023 lên tới 1.390 tỷ Mỹ Kim, tăng từ mức 515 tỷ Mỹ Kim vào cùng kỳ năm trước. Trong cùng thời điểm nêu trên, nguồn thu ngân sách tại kinh tế lớn nhất thế giới cũng giảm 11% so với năm ngoái, trong khi chi tiêu tăng 10%. Theo Bộ Tài chính, thu nhập của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là Fed, đã giảm 93 tỷ Mỹ Kim, lãi đối với các khoản nợ công tăng 131 tỷ Mỹ Kim lên 652 tỷ Mỹ Kim trong giai đoạn từ đầu năm đến nay, chủ yếu là do lãi suất chủ chốt tăng. Một báo cáo mới đây của công ty tư vấn kinh tế Pantheon Macroeconomics nói rằng dù có quá nhiều quan chức Fed đã nói rõ quan điểm cần phải tiếp tục tăng lãi suất nhưng báo cáo khả quan về chỉ số giá tiêu dùng CPI có thể làm thay đổi khả năng này. Trước đó, ngày 12 tháng 7, Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố số liệu cho thấy, trong tháng 6, 2023, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bất ngờ đến thăm Ukraine. Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 15 tháng 7 thông báo Tổng thống Yusokyo đã có chuyến thăm không báo trước tới Ukraine. Theo thư ký cấp cao của Tổng thống về vấn đề báo chí, đó là Kim Yun Hai, cho hay Tổng thống Yusokyo và đệ nhất phu nhân đã tới Ukraine trong ngày hôm nay sau khi kết thúc chuyến thăm Bà Lan. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã tới thăm một địa điểm ở thủ đô Kiev, nơi có nhiều dân thường thiệt mạng và sau đó đến thăm Erpien, là khu dân cư đã bị tấn công bằng tên lửa quy mô lớn. Ông dự định sẽ đặt vòng hoa tại một tượng đài chiến tranh trước khi tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Yusokyo thăm hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius tại Lý Va và sau đó có chuyến thăm chính thức tới Ba Lan. Giới chức Hoa Kỳ lo ngại chất kích thích ở trong đồ uống tăng lực mới có tên là Prime Energy. Một loại thuốc giải khát mới có hàm lượng caffeine cực cao đang làm dấy lên lo ngại rằng có thể gây nguy hiểm cho trẻ em đã uống loại đồ uống này kể từ khi nó được các nhân viên nổi tiếng ở trên YouTube quảng cáo và giới thiệu. Đồ uống có tên là Prime là sản phẩm của Longin Paul, người Mỹ, và KSI, người Anh, là hai YouTuber có ảnh hưởng trên mạng xã hội với những video lập dị và đôi khi gây tranh cãi. Tuy nhiên, họ lại rất được các khán giả là trẻ em hâm mộ. Loại đồ uống đầu tiên Prime Hydration được tung ra năm 2022 không chứa caffeine. Tuy nhiên, dòng đồ uống thứ hai cùng loại Prime Energy chứa hàm lượng lớn chất này. Cụ thể là một lon chứa tới 200 mg cafein cao gấp 7 lần so với 30 mg trong một lon Coca-Cola hoặc là 80 mg trong một lon Red Bull. Một đoạn video quảng cáo loại nước uống này cho thấy hai youtuber chơi trò chơi điện tử và bóng bàn, lúc đầu rất uể oải và không hào hứng nhưng trạng thái đó đã biến mất hoàn toàn sau khi họ uống một lon Prime Energy có các hương vị hấp dẫn như là cam, xoài, mâm xôi và dưa. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế cảnh báo về những rủi ro khi mà trẻ em tiêu thụ quá nhiều caffeine. Theo Viện Tâm thần Trẻ Em và Vị Thành niên Hoa Kỳ, trẻ em dưới 12 tuổi hoàn toàn không nên sử dụng chất này với nhóm tuổi từ 12 cho tới 18 nên giới hạn 100 mg một ngày hoặc là nửa lon prime energy. Viện tâm thần trẻ em và vị thành niên Hoa Kỳ nhấn mạnh ngoài tình trạng bồn chồn, lo lắng và nhức đầu, tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể khiến cho trẻ em nôn mửa, bị huyết áp cao hoặc là rối loạn tim mạch. Nga vượt Saudi Arabia trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất OPEC cộng. Saudi Arabia sẽ mất vị thế là nhà sản xuất dầu lớn nhất của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng với đối tác, còn gọi là OPEC cộng, vào tay của Nga khi bắt đầu đơn phương cắt giảm 1 triệu thùng một ngày. Saudi Arabia cam kết sẽ sản xuất khoảng 9 triệu thùng dầu mỗi ngày vào tháng 7 và tháng 8, mức thấp trong 2 năm. Nếu loại trừ những đợt cắt giảm sâu trong đại dịch thì sản lượng chỉ 9 triệu thô một ngày của Saudi Arabia sẽ là mức thấp nhất mà nhà sản xuất dầu thô hàng đầu của thế giới đã bơm kể từ năm 2011, khiến cho nước này tuột lại phía sau Nga với tư cách là nhà sản xuất dầu thô hàng đầu của khối. Trong khi đó, những nhà sản xuất OPEC cộng cam kết cắt giảm từ tháng 5 cho đến tháng 12 đã kéo dài đợt cắt giảm đó sang năm 2024. Vài phút sau thông báo của Saudi Arabia, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Nga sẽ cắt giảm khoảng 500.000 thùng mỗi ngày vào tháng 8 nhằm bảo đảm thị trường cân bằng hơn. Tuy nhiên, quan chức dầu mỏ hàng đầu của Nga là nhà đàm phán chính của OPEC Cộng đã không đưa ra bất kỳ số liệu nào về khối lượng sản xuất và xuất khẩu của Nga trong tháng 8, cũng như là đường cơ sở mà từ đó việc cắt giảm sẽ được thực hiện. Du khách đổ dồn về thung lũng chết bất chấp nắng nóng kéo dài ở hoa kỳ ngay cả khi nhiệt độ được dự báo sẽ còn tăng hơn nữa thậm chí là có khả năng vượt kỷ lục trong bối cảnh nắng nóng kéo dài liên tục khách du lịch vẫn đổ sâu về sa mạc khét tiếng Mojave ở biên giới california và nevada vào thời điểm này hầu hết du khách chỉ đi một quãng ngắn đến bất kỳ địa điểm nào trong vườn quốc gia thung lũng chết nơi được xem là thấp nhất, nóng nhất và khô nhất trên trái đất trước khi trở lại khu bảo tồn có mái lạnh. Theo dự báo thời tiết, cuối tuần này nhiệt độ có thể vượt quá 130 độ F tương đương với 54,4 độ C. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định của một số người sẵn sàng đương đầu với cái nóng. Các biển báo tại các lối mòn đi bộ, đường dài khuyên mọi người không nên mạo hiểm đi ra ngoài sau 10 giờ sáng. Mặc dù là nhiệt độ ban đêm vẫn được dự đoán là trên 90 độ F, tương đương với trên 32 độ C. Theo thống kê thì nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận tại Thung lũng Chết là 134 độ F, tương đương với 56,6 độ C vào tháng 7 năm 1913. Lò phản ứng mô đun nhỏ đầu tiên trên thế giới Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng mô đun lõi lò phản ứng mô đun thương mại ở đất liền đầu tiên trên thế giới, có thể sản xuất tới 1 tỷ kW điện mỗi năm. Viện Năng lượng Hạt nhân của nước này cho biết đây là một cột mốc đầu tiên trong quá trình xây lò phản ứng mang tên Linh Long One, đánh dấu mức tiến trong sản xuất lò phản ứng nước áp lực mô đun nhỏ. Loại lò phản ứng này có một số lợi ích, bao gồm tính đa dụng, cung cấp cả điện và nước sạch cho các khu vực mà lò phản ứng thông thường không phù hợp. Quá trình xây lò phản ứng bắt đầu ở nhà máy điện Sương Giang trên đảo Hải Nam năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026. Sau khi hoàn thành thì lò có thể sản xuất tới 1 tỷ kWh giờ điện mỗi năm đủ để đáp ứng nhu cầu cho 526.000 hộ gia đình lò phản ứng mô đun nhỏ là lò phản ứng hạt nhân tiên tiến với công suất điện lên tới 300 MW mỗi đơn vị bằng 1 phần 3 lò phản ứng hạt nhân truyền thống. Công nghệ này có thể dùng để đáp ứng nhiều nhu cầu sản xuất điện, sưởi và làm mát đô thị, khử mặn nước biển và sản xuất hơi nước cho công nghiệp. Kính viễn vòng mặt trời lớn nhất thế giới bắt đầu chạy thử kính với vọng vô tuyến mặt trời Đao Trang trên cao nguyên Thanh Tạng bắt đầu thử nghiệm nghiên cứu mặt trời hôm 14 tháng 7. Kính viết vong này do Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia thuộc Viện Hàng Lâm Khoa học Trung Quốc phát triển nằm trong dự án Meridian giai đoạn 2 của nước này. Năm 2008, thì Trung Quốc đã khởi động dự án Meridian mạng lưới giám sát gồm 31 trạm mặt đất để nghiên cứu thời tiết, không gian và tìm hiểu quá trình tạo ra những sự kiện thời tiết dữ dội. Daocheng Chang là kính viễn vọng lớn nhất của thế giới chuyên nghiên cứu mặt trời và ảnh hưởng của mặt trời đến trái đất, hoàn thành quá trình xây dựng vào tháng 11 năm 2022. Hệ thống này có khả năng giám sát các hoạt động của mặt trời một cách liên tục và ổn định với chất lượng cao. Nằm ở ngoài rìa của cao nguyên Thanh Tạng, phía tây nam của tỉnh Tứ Xuyên, với độ cao hơn 3.800 m so với mực nước biển, kính vọng vô tuyến đao gồm 313 anten parabol rộng 6 m xếp thành vòng tròn chu vi 3,14 km quanh tháp hiệu chuẩn cao 100 m ở trung tâm. Dowchen hoạt động ở giải tầng 150 cho tới 450 MHz để thu hình ảnh và độ chính xác cao về các hoạt động như lóa mặt trời hay là phun trào nhật hoa. Ngoài ra thì kính viễn vọng này cũng giúp tìm hiểu những phương pháp theo dõi sao sung chớp sóng vô tuyến và tiểu hành tinh. Thiên thạch rơi trúng một người phụ nữ Pháp. Một người phụ nữ ở tỉnh Sermic, Pháp bị một mảnh thiên thạch nhỏ rơi trúng xương sườn khi đang uống cà phê với bạn ở ngoài sân thượng. Newsweek hôm 14 tháng 7 đưa tin đây là sự kiện vô cùng hiếm gặp. Sau tai nạn, người phụ nữ đã mang vật thể này tới chỗ lợp nhà để kiểm tra. Người thợ cho biết vật thể không phải là xi măng mà trông giống như là thiên thạch. Sau đó, cô giao vật thể bí ẩn này cho một nhà địa chất học có tên là Thierry Redmond. Theo Redmond, viên đá có vẻ như là chứa hỗn hợp sắt và silicon nhiều khả năng là thiên thạch. Tổng cộng các mảnh vỡ của nó nặng gần 113 gram. Hầu hết thiên thạch bị cháy hoàn toàn thành cho khi đi qua khí quyển của trái đất ở tốc độ hàng chục ngàn km mỗi giờ một số rơi xuống mặt đất với tỷ lệ rất nhỏ. Theo NASA, ước tính có gần 50 tấn vật thể thiên thạch rơi xuống trái đất mỗi ngày, nhưng đa số là rất nhỏ và rơi xuống đại dương, vốn chiếm tới 70% bề mặt của hành tinh. Khi rơi xuống mặt đất, nó rất nhỏ để phân biệt thiên thạch với đá bình thường chỉ qua hình dáng. Ở một vài nơi như là sa mạc cát hoặc là băng thì thiên thạch dễ bị phát hiện hơn. Tại Việt Nam, 7 du khách bị sóng cuốn ở Phan Thiết. Chiều ngày 15 tháng 7, một nhóm khách đến từ Sài Gòn đến thăm biển ở khu nghỉ dưỡng Phan Thiết bị sóng cuốn, được đội cứu hộ phát hiện đưa vào bờ, hai người nguy kịch. Khoảng 15 giờ, nhóm 7 người sau khi nhận phòng ra tắm ở bãi biển trước khu nghỉ dưỡng Victoria, phương Phú 2. Khoảng 1 giờ sau thì cả nhóm bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa và với tay để cầu cứu đội cứu hộ túc trực phát hiện dù Nano lần lượt đã đưa tất cả vào bờ tiến hành hô hấp nhân tạo, năm người trong số đó đã hồi phục và sống sót, còn hai người nguy kịch vẫn bất động và đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố Phan Thiết để cấp cứu trong tình trạng mạch và huyết áp bằng không. Đến tối ngày 15 tháng 7, hai nạn nhân đã có dấu hiệu hồi sức. Nhà máy Tesla ở Texas đã hoàn tất chiếc Cybertruck đầu tiên. Sau nhiều năm trì hoãn, rốt cuộc thì chiếc Cybertruck của Tesla cũng đã sắp tới tay của khách hàng. Sáng số ngày thứ Bảy, 15 tháng 7, công ty xe điện Tesla gửi qua Twitter một tấm hình chiếc Cybertruck đầu tiên vừa lăn bánh khỏi cơ sở của Austin, Texas. Đầu năm nay, tỷ phú Elon Musk dự đoán Cybertruck sẽ được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2024 và một số lượng giới hạn sẽ bắt đầu vào mùa hè này gần đây nhất thì ông Musk nói với cổ đông Tesla là sẽ có một buổi giới thiệu Cybertruck hoàn chỉnh trong quý 3 của năm 2023. Cybertruck có khung sườn bằng thép không rỉ được sản xuất bằng những kỹ thuật phức hợp hơn so với chiếc xe hơi bình thường. Gần đây Tesla cũng bị nghẽn mạch di truyền sản xuất pin 4680 thế hệ mới. Ban đầu Cybertruck dự trù sẽ xuất xưởng vào năm 2021, Tesla ra giá khởi đầu là 39.900 Mỹ Kim cho loại một động cơ, và loại 3 động cơ thì khoảng 70.000 Mỹ Kim. Công ty chưa quyết định giá chính thức sau cùng cho xe vì có nhiều yếu tố chưa tính toán được. Và bản tin này đã kết thúc tình thế giới toàn cảnh trong tuần qua trên kênh Culture Channel. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và chú ý theo dõi của quý vị để ủng hộ cho chương trình này xin quý vị hãy tiếp tục bấm like, subscribe và đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những bản tin mới nhất. Tuần liêm kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe an lành và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.